ai lại hót nữa được phải không? À, xin chào mừng tất cả quý khán giả và các bạn. Chúng ta gặp nhau trên Nation Channel. Các một kênh thôi, cái đề tài này. Đây, từ 4 cái mấy. Bạn Đỗ Trang, bạn Nguyễn Thu, Thủy Trần. Nói Thủy Trần, cứ mình nhớ Thủy Lê. Anh em sáu tay phải không các bạn? Ngày nay là cái ngày mà ông gì ta? Ông Lê Tính họp fan đúng không? Lê Tính họp fan. Xin chào chị Mai Lê Thu. Hôm nay họ họp fan ông Lê Tính chưa về. Họp Zalo hay là họp mà thực tế? Fan thì cứ nói cái nào dứt điểm thì cứ nói lằng nhằng, nói chuyện này qua chuyện kia, cà kê dê ngỗng. Tôi nói thiệt, đúng là tôi không có thời gian các bạn. Rồi chúng ta sẽ đi vào nói cái vấn đề à. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường. Các bạn thấy mỗi lần Quốc hội phát biểu là tháng 9 này không có bầu chủ tịch nước, tháng 10 mới bầu chủ tịch nước là của ông Bùi Văn Cường phát triển cũng như phát biểu á, thì đa số là cái người phát ngôn cho Quốc hội thông tin về những cái vấn đề, khi nào Quốc hội họp, khi nào ở đâu 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 là tất cả đều là tổng thư ký. Cái người tiền nhiệm trước đây mà làm tổng thư ký Quốc hội á, các bạn biết là ai không? Đó là ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, vừa rồi mới bị xử ở tù đó. Thì khi ông đó ông bị cách tất cả các chức vụ và bị khởi tố, thì ông Bùi Văn Cường này thay thế cho ông Nguyễn Thanh Long. Như vậy thì ông Bùi Văn Cường này lý do gì trong cái khi mà họp mà đưa ra kỷ luật ổng thì chỉ nói cho thôi tất cả các chức vụ thôi mà không có nói lý do. Như vậy thì một tổng thư ký quốc hội làm bên quốc hội mà tổng thư ký quốc hội thì không thể nào tham nhũng được, không thể nào nhận hối lộ được. Như vậy ông ta bị lý do gì? Nó phải có lý do chứ, tại vì thay đổi nhân sự đó, nó rất là được khó khăn, không đơn giản như các bạn. Nhưng mà đã chấp nhận thay đổi thì nó phải có vấn đề mới thay đổi, đúng không? Ừ. Thì cái sai phạm của ông Bùi Văn Cường này á, nó không nằm ở khi ông ta làm việc tại Quốc hội, mà nó nằm ở cái chỗ ông ta là khi là bí thư tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk. Cái căn của ông ta là ở cái chỗ đó. Ông này nguyên là một kỹ sư hàng hải các bạn, ông rất giỏi, và sau này ông ta học và ông ta làm ấy. Thì ông ta sau này trở về, khi ông ra làm bí thư xong trở về quốc hội, thì trong thời gian quốc hội thì ông ta làm nghiên cứu sinh. À, ông ta đã có từng thời gian làm nghiên cứu sinh là tốt nghiệp mà tiến sĩ, và sau đó là giảng dạy đại học hàng hải, và sau đó về làm tổng thư ký. Nhưng mà trước khi mà chưa lên quốc hội thì ông ta là bí thư tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk, và cái kỳ này ông bị kỷ luật, đó là nguyên nhân những cái việc mà ông ta thời kỳ làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk cũng một thời hét ra lửa đấy chứ không có đùa đâu. Bao nhiêu người cũng xính dính, bao nhiêu KOL trên mạng xã hội. KOL là những người làm kênh YouTube đó, mà lên YouTube cái này kia mà nổi tiếng trên mạng xã hội, phản đối về những cái hành vi, những việc làm của ông Bùi Văn Cường, tất cả đều phải bị lãnh đạn hết. Ông ta thì vẫn cứ bình chân như vậy, và cuối cùng thì sao, bây giờ ông ta phải vào thôi. Khi mà các cái vị khác mà đi á, cái thời kỳ ông Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long mà đi rời khỏi ghế Tổng Bí thư á, thì ông Cường lại phát biểu tình cảm đó, là bởi vì đau lòng phải tiễn đưa đồng chí mình đi, nhưng mà vì công việc, vì kỷ luật đảng này bắt buộc phải làm. Nhưng mà hôm trước thì bên đây tới ông cũng không thể nào chạy khỏi cái quy luật được. Như vậy thì khi ông làm bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, ông đã gây ra chuyện gì? Gây ra chuyện gì mà tới mức độ giờ phải kỷ luật vậy các bạn?
Khi làm tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Bùi Văn Cường đã dính vào rất nhiều vụ tai tiếng lùm xùm. Dính vào rất nhiều vụ tai tiếng lùm xùm. Và ông đã chấn dẹp nó bằng những cái bàn thắng, chúng ta phải nói là rất là ngoạn mục. Có nghĩa là ông đã bị quan trong quá trình bị thực quan là mang tiếng mang tai, có cái mối quan hệ về nó rất là lùm xùm. Lùm xùm ở đây các bạn nghĩa là nó không có tốt đẹp gì. Nếu tốt đẹp thì người ta không gọi lùm xùm, đúng không? Mà những cái mối quan hệ dích chắc. Và khi những người đã phản đối thì ông ta đã dùng cái quyền lực của mình làm bí thư tỉnh ủy chấn áp và dẹp bỏ những cái người mà đưa tới mang tai mang tiếng cho ông ta. Mình gọi là chấn dẹp nha. Và tất cả là mỗi lần ra quân là ông đều thắng. Bởi vì sao? Quyền lực của ông mà, bí thư tỉnh ủy, người đứng đầu tỉnh, quyền lực bao trùm. Hô mưa gọi gió, đúng không? Và thấy là tất cả những ai mà tố cáo ông hoặc lên tiếng trên mạng xã hội về ông đều nhận được một kết quả hết sức là thê thảm. Sơn, hết sức là thê thảm luôn. Vì thế trên mạng xã hội người ta rỉ tai nhau là ta đồn nhớ bạn là ông Bùi Văn Cường này được đặt cái biệt danh trên mạng xã hội. Đố các bạn đặt cái biệt danh gì? Khi ông còn bí thư tỉnh ủy á, mà trên mạng xã hội đặt cho một cái biệt danh đó là Đông Phương Bất Bại. Nếu mà nói về Đông Phương Bất Bại thì các bạn đã biết nó bộ phim gì rồi ha? Tiếu Ngạo Giang Hồ, đúng không? Đông Phương Bất Bại, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đó là chúng ta luyện luyện cái gì đó mà phải cắt nông cái tới chân cuối, cái sư phụ nói luyện xong chân cuối là mới biết là không cần cắt vẫn luyện được. Chết vợ. Dở luyện cái môn võ công gì tôi quên rồi, cái anh chàng giống cái đồ đó hay, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Cho nên là ông Bùi Văn Cường này á, có phải nói rằng là những ở trên tỉnh khi làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Gia Lai, tỉnh Đắk Lắk á, là ông ta vướng mắc rất là nhiều cái chuyện lùm xùm. À, tịch tà kiếm phổ hồi chị Hình Kiều Phượng này cái là có nhận là thứ dữ rồi nha, đầu óc tôi giờ dính mạng xã hội nó quên hết, bữa nào tôi phải luyện lại võ công mới được. Tôi đang cảnh tôi luyện mấy hôm nay tôi bị mất hết mấy thần công lực, đúng rồi chính xác, tịch tà kiếm phổ, tịch tà kiếm phổ. Cái người đằng ổng chấn áp dẹp bỏ tất cả những ai lên tiếng về ổng, phản đối về ổng, tất cả đều cách này cách khác, thậm chí trên mạng xã hội mà ý kiến ý cò cũng bị dẹp luôn, dẹp bằng pháp luật đàng hoàng ấy nha, chứ không có đùa đâu. Trên mạng xã hội người ta gọi ổng là Đông Phương Bất Bại, có nghĩa là người đàn ông bất khả chiến bại. Là một người đàn ông bất chiến, nhưng mà lưu ý là đừng có đụng tới cái thời ông làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Gia Lai, tỉnh Đắk Lắk, các bạn người ta nói là đừng có dại mà đụng tới Bùi Văn Cường, đừng có dây vào ổng, nói như thế. Cụ thể là có hai người đã phải vướng vào vòng lao lý. Mấy những người đã phản đối ổng và ổng cũng bị ông quật lại bằng cách là hai người bị vướng vào cái vòng lao lý. Đó là vào ngày 11 tháng 7, ngày 17 xin năm đó là ngày 12 tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù đối với bị cáo Phạm Đình Quý, 41 tuổi, nguyên là giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng của thành phố Hồ Chí Minh. Và 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Hoàng Tuấn cùng về tội là cho là họ vu khống. Như vậy là các bạn thấy họ vu khống ai? Họ vu khống ai mà bị ở tù 3 năm với 2 năm 6 tháng tù? Vu khống bí thư tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk, đã Bùi Văn Cường. À, là người đàn ông bất khả chiến bại,
Bùi Văn Cường, đúng không? Theo cáo trạng năm 2007, Quy là giảng viên trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, quen biết với Tuấn là sinh viên của trường năm 2019, chuyển đến giảng dạy tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, còn Tuấn có thời gian làm công an. Tuấn đã từng có thời gian làm công an viên, là đảng viên ở xã Yhu. Theo cáo trạng trước có hành vi phạm tội, Quý và Tuấn không quen biết cũng không có mâu thuẫn gì về với ông Bùi Văn Cường, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk. Không quen biết mà cũng không có gì cả. Cuối năm 2019, Quý có điện thoại cho Tuấn trao đổi nội dung ông Cường có tiêu cực trong công tác cán bộ tại tỉnh Đắk Lắk và gian dối học thuật khi thực hiện luận án tiến sĩ. Tức là ông đã là trình cái luận án tiến sĩ, và những người này họ có trình độ mà, giảng một người là giảng viên đại học, một người là công an viên. Vậy mà ông cho được hai người đi tù, các bạn thấy quyền hành ghê không? Giảng viên đại học đâu phải dạng vừa, mà công an viên cũng không phải giờ, công an cũng làm ở xã đó các bạn. Vậy mà ông cho người ta đi tù bởi vì người ta phê bình những cái việc làm của ông, và người ta cho là cái bằng tiến sĩ của ổng là nó có vấn đề là đạo cụ, đạo văn. Đạo văn là sao các bạn? Nghĩa là nhờ người khác làm giùm. Giống như là Thích Chân Quang á, luận án tiến sĩ nhưng mà thật sự thì phải ổng làm, toàn là mấy thầy cô giáo ở trường học luật làm không. Nghĩa là ổng chỉ có, bây giờ hồi xưa học sinh làm thầy chấp bút, còn bây giờ là thầy làm học là sinh viên chấp bút. Không biết ai thầy ai. Cái đó là không biết ai thầy ai. Cho nên người ta tố ông Bùi Văn Cường là gian dối học thuật khi thực hiện luận án tiến sĩ ngành hàng hải. Về đề tài nghiên cứu tác động của tổ hợp chân vịt bánh lái điều khiển hướng đi của tàu thủy trên tuyến luôn được bảo vệ tại năm 2018 của trường đại học. Xem nhiều tài liệu liên quan đến luận án của ông Cường, sau đó Quý đã đưa đơn tố cáo. Quý là cái anh chàng mà giảng viên đại học đó, đưa đơn tố cáo ông Cường tiêu cực trong công tác cán bộ tại Đắk Lắk. Cho Tuấn ký rồi gửi đến cơ quan lãnh đạo trung ương và nhiều cơ quan báo chí, mặc dù cả hai biết nội dung tố cáo là không đúng sự thật. Sau khi nhận đơn tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với Tuấn và thông cáo có nhân bản chuyển đơn đến tổ chức Trung ương để yêu cầu xem xét giải quyết. Và không, trong thời gian này không được phát tán nội dung tố cáo này. Tuy nhiên sau đó Quý và Dân bị cố ý bị đặt soạn thảo khoảng 200 đơn tố cáo ông Cường đạo dân rồi gửi đến hàng trăm cá nhân tổ chức, làm ảnh hưởng uy tín danh dự của ông Bùi Văn Cường. Những người đã người này thì họ đã phải trả giá bằng sai và vòng lao lý. Có nghĩa là đáng lẽ họ không bị đâu, nhưng mà họ làm những cái đơn tố cáo ông Cường đó, rồi họ đưa thành mấy, làm thành mấy cái trăm văn bản nhỏ nhỏ nhỏ, kiểu giống như đi rải truyền đơn đó, các bạn, đơn này người kia. Thì lúc đó là ông bị ghép vào cái tội bí thư tỉnh ủy là gì, lúc đó không phải là cá nhân nữa mà là một cái nhân vật là đại diện cho nhà nước tại tỉnh đó, nên này xúc phạm tới người của nhà nước đó, cái vấn đề chỗ đó. Và sau đó thì hai người đã ở tù. Và một số KOL là người nổi tiếng trên mạng xã hội á, cũng đã từ những cái đề tài tài liệu này và một số nguồn khác đã lên tiếng đặt nghi vấn về một số vấn đề mà ông Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk. Sau đó những KOL này cũng phải trả giá đắt, nhiều người phải sa vào dòng lao lý, nhưng mà một trong những vụ án khác. Tuy nhiên nó cũng không có liên quan gì, cho nên là trước đó thì mọi người phải bắt là những KOL đó phải xin lỗi ông Cường và mong ông Cường niệm tình tha thứ. Các bạn thấy một tay che trời luôn, tay che cả bầu trời luôn, nghĩa là những lên mạng xã hội mà phê bình ông ta, mà không phải là phê bình người ta không có khẳng định, mà người ta chỉ đặt nghi vấn dấu hỏi thôi, đặt nghi vấn dấu hỏi thôi, vậy mà cũng bị ra tòa xử và không bị dở tù đó. Mấy người trên mạng, tôi nhớ là cách đây nó năm 2 năm gì đó, có nhiều người phê bình bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk. Cho nên là các bạn đừng có tưởng là lên mạng xã hội xong rồi viết cái thumbnail rồi để dấu hỏi là tôi đâu khẳng định đâu,
Tôi chỉ hỏi sự thật coi như thế nào tôi mà có thôi, chứ có gì tôi đặt vấn đề nghi vấn thôi. Đây nhưng mà xin thưa các bạn, nghi vấn đây. Nghi vấn cũng bị ở tù mấy năm đấy. KOL á, lên làm thumbnail rồi đặt cái nghi vấn là, ví dụ như người ta đặt câu là ông Bùi Văn Cường này có tiêu cực trong vấn đề mà nhân sự nhân công này, vân vân may may, đó là đi đó. Không ra tù, đi tù đó. Nghĩa là vừa bị đi tù rồi đứng trước tòa phải xin lỗi ông Cường và xin phép ông tha thứ. Nhưng ta thấy là lịch sử đó. Trước đó thì mình ép người ta, mình bắt người ta, mình dùng quyền hành của một ông vua, một ông trùm. Mà bây giờ ngược lại, mình ép người ta, bị người ta bị xử lý. Nhưng mà các bạn thấy bây giờ tới phiên ông là bị xử lý. Nếu mà ông cũng muốn bị xử lý á, thì ông phải thật sự trong sạch thì mới không bị. Còn người ta anh đã nhúng chàm rồi mà người ta nói thì anh lại bắt người ta, anh lại dùng cái quyền lực của anh để cho người ta phải ở tù. Miễn thì giờ mấy người đó vẫn còn ở tù. À, bạn thấy chưa? Và bây giờ như vậy thì ông ta bị kỷ luật cách chức. Là sao các bạn? Là do những cái sai phạm này đây. Đây là cái sai phạm mà nói những người lên tiếng bị đi ở tù. Nhưng mà anh ta còn những cái sai phạm khác nữa. Trong mà dụ như giả sử bí thư tỉnh ủy mà điều động cán bộ vô làm chức vụ này làm chức kia là coi như là anh quyết hết, không cần người ý kiến còn hết. Thậm chí anh còn cho cả mấy người đó đi tù luôn. Mạnh lắm, bí thư tỉnh ủy là mạnh lắm, ông vua có một vùng mạnh lắm. Mà cũng vì thế bây giờ tới phiên mình. Cho nên ở đời, cuộc đời nó vô thường các bạn. Cuộc đời xoay vòng bất thường, thấy đó rồi mất đó, thấy đó rồi còn đó. Nay mình nói người ta cho giữ mà mai lại tới phiên mình. Mà mình không nói thì nghiệp nó còn chậm, ít nói, ít đến. Mà mình càng nói thì nghiệp lại càng đến nhanh. Ở đời nó vậy đó. Cái này mình không phải nó mê tín gì đâu, mà cái này cũng giống như là mình phát cái tín hiệu ra cho vũ trụ các bạn. Thì vũ trụ họ bạn muốn cái tín hiệu về vũ trụ thì họ tiếp nhận cái gì thì họ sẽ đưa tới cho bạn cái đó. Nghĩa là ngày trước thì ông đưa những người khác vào tù là phải nghỉ chức việc, đúng không? Bây giờ tới phiên ông thì ông phải đi. Tụi kia nó hết nợ tù xong nó ra thì gọi là năm xui tháng hạn, nó giải hạn, mình gọi là đi giải đen. Thì bây giờ tới hạn của ông. Mà suy ra cùng những người mà ông bắt người ta vô tù á, ông làm cách gì cho người ta vô tù? Từ những người đó bây giờ họ sống tỉnh bơ, họ có nhà có cửa, họ đơn giản sống tỉnh bơ, mà nó 8 năm tù chứ ở trong chừng 3 năm 4 năm tốt là tôi cho về thôi. Còn bây giờ thì ông lên ông nói mấy cái này nó không có ăn nhập vào đâu, nó chả dính dáng, chẳng giải quyết được chuyện gì, rất tệ đó. Tôi thấy không đơn giản, cuộc sống này nó khó khăn lắm, không có đơn giản chút nào đâu. Anh làm bí thư tỉnh ủy mà tay đã nhúng chàm, giờ anh lên cái ghế tuốt trên cao anh ngồi cho cao cũng chẳng làm gì, chẳng làm gì cả. À, không có kiến thức cấp 3 đụng vào là thành ma, cái vụ gì vậy bạn? Có bằng cấp 3 mới hiểu. Thì đúng rồi. Tại vì nếu bạn, tại sao người ta lại quan trọng cái bằng cấp 3 các bạn? Tại sao không có cái bằng cấp 3 thì mấy cái bằng tiến sĩ và cử nhân, đó là mấy tiến sĩ và cử nhân là ông có học thật, có thi thật, nhưng mà học có giỏi hay học dở? Học thì nó có nhiều lắm, học giỏi học dở, nhưng mà thi thật cũng có người thi dùm, đúng không? Nhưng mà mình phải nói rằng là cái tiến sĩ á, là theo nước ngoài người ta làm mỗi năm, anh là tiến sĩ anh phải đi test thử là chuyên môn anh. Cho nên ta có tiến sĩ cấp 1, cấp 2, cấp 3 là như vậy. Tức có 7 cấp mà. Học sinh bây giờ nó lười, lười suy nghĩ, lười vận động.
cứ có sẵn tài liệu, có sẵn sách mà. Nhưng mà nên nhớ sách là phương tiện, nhưng mà cái lời thầy cô giảng trên lớp mới cực kỳ quan trọng. Tại vì khi người ta giảng, người ta phải giảng trong bài đâu, người ta sẽ nói rộng vấn đề ra, đọc vấn đề ra cho mình kết hợp mình tìm hiểu. Mình rồi trong những giờ đó các bạn có quyền đặt câu hỏi, hỏi thầy cô giáo trả lời. Nhưng mà lý do mà tại sao mà cứ phải là đụng chung như ông Trân Quang là ông học đại học thật, đúng không? Rồi ông có trình luận án tiến sĩ thật, ai làm giùm ông không tin mình không biết, nhưng mà mình thấy trên thực tế là có làm thật, không? Có trình luận án tiến sĩ thật, nhưng mà tại sao không có cái bằng cấp 3 thì cái bằng tiến sĩ và cái bằng đại học nó bị thu hồi. Thu hồi để làm gì? Thu hồi về thì hủy làm gì? Các bạn có biết tại sao không? Bởi vì ba lớp cuối cấp á, 10, 11, 12 nó là những cái kiến thức nền tảng để cho anh bước chân vào đại học, áp dụng kiến thức đó. Đặc biệt là chương trình cuối năm 12 rất là nặng. Nhưng mà trên trong các cái trường đại học thì nó áp dụng tất cả các chương trình mà của lớp 12 là chủ yếu, mấy lớp kia thỉnh thoảng thôi. Cho nên là nếu cái cấp 3 mà anh không có cái bằng cấp 3 thì anh vô đại học anh tiếp thu không nổi. Cái bằng cấp 3 nó tạo nền tảng cái tư tưởng chúng ta học, khi các bạn bước vào cấp 3 phải cho con cái học theo kiểu mà tự lập, chứ không phải là tối ngày cứ vùi đầu vô máy vi tính hư hỏng đó. Vì thế cho nên ta thấy rõ rằng anh không có thể nào mà cái thời điểm đó nó khác với cái thời điểm này, so sánh như vậy nó khập khiễng. Mỗi một cái nó có một cái tác dụng riêng của nó. Quan trọng là mình làm việc thì nó hay, nhưng mà quan trọng là cái hiệu quả công việc. Bởi vì cái chương trình cấp 3 đó là một kích thước kiến thức nền tảng, kiến thức sườn. Cấp 1 là chúng ta học về vấn đề chủ yếu là công dân giáo dục, rồi những cái phép tính đơn giản, cộng trừ nhân chia. Nhưng mà xin thưa các bạn, học qua tới lớp 4, lớp 5 mà đã giải phương trình bậc nhất rồi nha các bạn. À, bây giờ học lớp 4, lớp 5 mà đã giải phương trình bậc nhất rồi đó nha, không có đùa đâu. À, x cộng b bằng c đó. Lớp 4, lớp 5 mà đã giải rồi đó, không có đùa đâu. À, x cộng 4 cộng c đó, chương trình bậc nhất. Tại vì qua cấp 3 là chúng ta học những cái chương trình giống như là khoa học và hình học không gian, hình học không gian đa chiều, rồi học tích phân, rồi học giải tích. À, những cái chương trình đó nó là cái kiến thức cơ bản nền tảng để chúng ta bước vào đại học, chúng ta học toán học cao cấp. Nếu chúng ta không nắm được giải tích, không nắm được hình học không gian, không nắm được những kiến thức cơ bản đó, thì chúng ta bước vào đại học học không nổi toán cao cấp. Toán cao cấp rất là quan trọng. Nhưng mà để học được, theo được toán cao cấp thì phải có cái nền tảng ở cái chương trình, tôi nói về một môn toán thôi đó nha. Toán thôi đó. Là cái môn trình ở cấp 3. Nó là một cái chương trình nền tảng để chúng ta đuổi, mà nếu không có nền tảng toán cao cấp thì bạn không thể nào vô năm thứ hai, năm thứ ba bạn học được. Làm bạn không nắm được toán cao cấp thì bạn không thể học được cái môn logistics, logic học đó. Logic học thì nó là một cái môn mà nó kể cả môn xã hội lẫn môn khoa học, đặc biệt là mấy cái môn xã hội mà về phân tích tâm lý thì rất cần là cái môn logic học. Báo chí nè, luật nè, khoa học xã hội nè, là cái tính logic nó quan trọng lắm. Mình lý luận rồi nè, mà nếu mình đã không có nền tảng kiến thức cơ bản, cho nên cái toán ở cấp 3 là nó trang bị cho anh một một cái tư thế, một cái tinh thần để anh chuẩn bị bước vào đại học. Mà anh không có bằng cấp 3 thì cái bằng đại học không có giá trị, coi như là bị hỏng kiến thức đó các bạn. Coi là mình học mà mình bị mất căn bản, học là mình học đại học mà không có cấp 3 là dạng mất căn bản rồi, không có hiểu gì đâu, không hiểu gì hết, không hiểu gì hết. Cho nên là cái bằng đó nó không có giá trị. Không biết là cái bằng nó có đạo văn hay không. Cái từ đạo văn có nghĩa là sao các bạn? Có nghĩa là cũng một cái bài văn đó, nhưng mà người khác làm giùm cho mình, chứ không phải là mình làm, gọi là đi thuê người khác làm.
đi thuê hay làm giùm, hay là thuê thì có thể là trả bằng tiền, có thể là trả bằng gì đó, chức vụ bằng cấp gì đó, hoặc là có thể trả bằng ơn nghĩa đó. Ở cái vụ tiền thì mấy thầy là cái bộ hơi bị nhiều đạo văn đó. Hay là thả bằng iPhone hay trả bằng gì đó, đồng hồ Rolex gì đó, đúng không? Thì rõ ràng là nó cái bằng, nhưng mà trong nó không có trình độ, nó rất là tệ. Vì thế cho nên là tại sao mà khi không có cái bằng cấp 3, là cái bằng mình gọi xưa chế độ cũ ta gọi là cái bằng tú tài á, thì là phải thu hồi và phải hủy cái bằng đại học, bởi vì anh không có kiến thức, nó bị hỏng kiến thức ngay từ đầu rồi, nó làm mất giá trị. Mà cái gì sai thì phải phải hủy bỏ thôi. Cũng giống như mai mốt ở đây cái giấy khai sinh, cũng có một cái tờ giấy khai sinh nào đó hả, mình nghe phong phanh trên mạng có một cái tờ giấy khai sinh nào đó rồi đi khai, mà người khai thì không phải là chính chủ. Cũng giống như các bạn mua nhà không chính chủ vậy, đúng không? Mua nhà lập công chứng vi bằng, kỳ này không biết chế khai sinh có lập công chứng vi bằng không ta, tại vì khai sinh không chính chủ mà, phải không? Đó. Rồi người đi khai, người nào đi khai không biết, thì nói người đi khai là hiện nay là ở bên Mỹ hoặc qua đời gì thôi. Ồ, nói chuyện kiểu đó là thôi, cái gì các bạn cứ đổ thừa cho người chết là ok, là không có vấn đề gì. Nhưng mà người đi khai là một phần không quan trọng, quan trọng là cái anh mà ủy ban anh ký anh đóng dấu vào, anh là đại diện cơ quan nhà nước đóng dấu vào, nhưng mà anh đã ký sai. Ký sai thì sao các bạn, thì hủy thu hồi về rồi hủy bỏ. Cũng giống như nè, cái bằng đại học mà cấp sai, bằng đại học cấp sai không đúng quy trình thì thu hồi hủy bỏ, đúng không? Thì giấy khai sinh cấp sai thì cũng không đúng quy trình thì cũng thu hồi hủy bỏ. Hủy bỏ thì đương nhiên hủy bỏ cái tờ giấy khai sinh đó không hợp pháp, để cấp lại cho tờ giấy khai sinh khác, để cho con người đó cũng được xã hội công nhận được có giá trị cuộc sống. Nhưng mà cấp tờ giấy khai sinh khác là để cho anh có giá trị trong xã hội thôi, có chỗ đứng thôi, có nhân thân thôi, chứ không phải là cấp giấy khai sinh khác để cho anh hưởng tài sản. Hai cái khác nhau ạ. Không phải là cấp giấy khai sinh khác để cho anh hưởng tài sản, mà cấp giấy khai sinh khác để chứng tỏ là cái con người đó có tồn tại trên cái quả đất này, chứ nó không phải ở trong không khí, cũng không phải ở âm phủ, mà hiện nó đang tồn tại trong cái quả đất này, nó ở trên cái quả đất này gần 40 năm rồi. Cấp cho nó một cái giấy khai sinh, cũng giống như là tù nhân mà có cái số áo là 4 số 1120 thí dụ vậy đó, đúng không? Cấp cho cái giấy khai sinh vậy thôi, để đóng coi như đóng cái dấu là mà thằng đó nó có sơn. Báo cáo là em này là có mặt ở trên cái cõi trần gian này đó. Để một coi là như là sống có quản lý, có tổ chức, chứ không phải là người ta thu hồi ta cấp cho cái giấy khai sinh mới. Ôi em có giấy khai sinh mới rồi, không có, nó giấy khai sinh mới không có nghĩa là anh được hưởng tài sản, không phải là chủ tài sản, không phải là hàng thừa kế thứ nhất, chắc có thể cũng được một phần nào đó, nhưng mà ta xét cho cái việc là thừa kế theo dạng là con nuôi thực tế, chút đỉnh là đó thôi, một phần là đó thôi, chứ còn 100% thì là không có rồi. Tại vì giấy khai sinh là người chính chủ thì không ký này nha, người giao cũng ủy ban nè, rồi người nhận cũng ủy ban nè, nó có nhiều cái vấn đề, rồi chữ ký thì sai nè đó. Còn chưa kể nếu mà bên cô Sáu mà cô làm tới luôn bắt tài nữa. Tôi mà như cô Sáu đã chơi được 1 năm nay rồi, 1 năm đã lên bờ xuống ruộng rồi, 1 năm đã chịu mà cô Sáu thì nói đừng buồn, chứ thật sự 1 năm là cái bang rồi còn gì nữa, thì còn gì nữa đâu. Tức là cô Sáu bây giờ thuộc dạng là cô Sáu với Hồng Phượng bây giờ dạng là không còn gì để mất nữa, danh dự cũng đã bị nó chà đạp rồi, tiền bạc cũng bị rồi, xách đồ ra ngoài đường ở giống như là đi bị rồi, cái bang rồi còn gì nữa, thì chơi luôn, đã có chơi luôn, tới luôn bắt tài, chơi tới bến luôn, đúng không? Xong vụ dân sự này mình ra ngô ra khoai rồi, tố cáo hình sự luôn, thằng nào làm lòi ra luôn, ra ngô ra khoai, đúng không? Đãi bao nhiêu năm tháng là cứ nằm dùng chống du kích rồi. Cô Sáu chơi cái chuyện này giống như đánh du kích vậy, không có làm rình rang vậy, im chơi một phát là giờ cuối cùng là hốt trọn luôn, đúng không? Chơi luôn. Cho nên ở đời nói gì thì nói thật cái đã. Nói gì thì nói thật cái đã, thật thì nó là thật mà giả thì nó là giả, giả trước sau thì nó cũng lòi đá thú.
Cái bằng cấp 3 các bạn nhiều khi bạn thấy nó thường ha, bởi vì nó không có cái giá trị đẻ ra tiền đúng không? Cái bằng đại học thì đi làm thì chưng nó được, cái bằng cấp 3 không đẻ tiền, đừng có lùa, bằng nào cũng có tiền hết chứ. Bằng cấp 2 không đẻ ra tiền, không có, đi làm công nhân về ta yêu cầu trình độ tối thiểu là phải có bằng cấp 2. Không có bằng cấp 2 đâu được nhận vô làm công nhân đâu. Đúng không? Còn giờ bạn mà muốn đứng vô, mà giả sử như vô Vinhome đi. Đó, hoặc là vô gì Vinhome, Vinmark gì đó, hoặc là vô gì Cốp Mắc nè, đứng vậy mà để mà tính tiền thôi, dọn kho sắp đồ thôi, cũng phải có bằng cấp 3 chứ bộ, không bằng cấp 3 đâu có làm được. Đó là chiều tôi mới tuyển qua đây, là mới tuyển cô bé vô làm, hôm nay 23 tuổi mới tốt nghiệp đại học y dược, đại học y dược Nguyễn Tất Thành quận 4, nghĩa là ra trường là ngành dược sĩ á, mà không có việc làm, mà đi thực tập, xin đi thực tập không được, bị giam trường dạy lý thuyết không dạy thực tập đó. Đã bây giờ vô đây bán online đấy, vô làm cho tôi đó, làm cho tôi để tìm hiểu về dược phẩm, tìm hiểu về thực phẩm như thế nào, thực phẩm chức năng như thế nào. Thực sự trong dược nó khó, là khó là khó cái phần thực phẩm chức năng, chứ còn thuốc thì dễ các bạn, thuốc thì dễ, bạn học qua khóa bắn được thuốc, bởi vì nó có trong máy tính, là thuốc nào loại bao nhiêu, là loại nào kháng, cái nhóm nào kháng sinh, nhóm gì nó có hết, bấm máy tính nó chạy ra hết, rất dễ. Nhưng mà cái thực phẩm chức năng mới là khó. Con bé giờ đây giờ tôi phải dạy cho nó cách hiểu cái thực phẩm chức năng, rồi cái vai trò như thế nào, làm sao làm sao làm sao, trong khi tôi chả có cái bằng gì về dược hết, tôi chỉ nghe mấy đứa cháu tụi nó, rồi tụi nó tôi tìm hiểu tự mày mò đó. Muốn bán thực phẩm chức năng là phải bằng đại học dược đấy, đấy bằng đại học dược đó. Có bằng là cấp đàng hoàng rồi đó nha, không phải đùa đâu. Người làm nghề gì cũng phải có trình độ chứ, đúng không? Muốn đi lừa đảo người ta thì mới có khả năng ăn nói khả năng đóng kịch. Cho nên đời bây giờ sợ thật, cho nên cuộc đời nó là những cái dòng xoay lặp đi lặp lại, cuộc đời nó xoay vòng, giống như xưa nhà gì Phương Thảo hát bài là quay đều đi xe đạp đúng không? Đời nó là những cái vòng tròn, nay là người khác, ngày mai là sẽ tới mặt, nay mình đưa người ta vào tù thì ngày mai là sẽ tới mặt đó. Ông Bùi Văn Cường nè, ông đưa bao nhiêu người vào tù, giáo sư giảng dạy đại học rồi công an là gì, là bị ông đi tù hết. Rồi bây giờ sao, người hết người ta giờ tới ông, trên cuộc đời xoay vòng cũng như bà Hằng, bà đi vô tù bà ra rồi đúng không, bây giờ bà đang làm lại cuộc chiến pháp lý, bà cho những người nào đi tù, những người nào mà đại khái làm cho bà không được vui, hay là những cái gì dướng dắt với bà là mình không biết, người nào bà nghe nói đang chuẩn bị cuộc chiến pháp lý đối với một số người nữa. Để các bạn thấy hồi trước đây bà có những cái người trong giấy tờ bà đưa ra đó, mình không biết người nào. Trên cuộc đời nó là một cái dần, người ta gọi là gì các bạn, dần xoay tạo hóa, nay là của mình, mai là của người khác, nay là chuyện người khác, mai chuyện nó lại vơ vào mình. Cho nên sống đặt cái tình thương yêu lên hàng đầu, phải có cái tấm lòng từ bi một chút, cứ mà cứ xét nét nhau mà ke re nhau, đến hồi mình gặp nạn chẳng ai thương chẳng ai giúp mình. Ông này hồi xưa thì ông xét nét với người ta, lúc đó là bí thư tỉnh ủy, mà ông vua con, mà ông vua của một cái vùng đất Tây Nguyên, Đắk Lắk là thủ phủ của Tây Nguyên nữa, thế là hét ra lửa cho vào tù, không có đùa. Nên là bây giờ tới phiên mình, cho nên là thế sự xoay vần, đời người á nó nhiều chuyện ấy lắm, chúng ta sống làm sao để khi chúng ta gặp là cái con thuyền vận mệnh, nó lúc nó gặp ghềnh thác nước mà chúng ta có thể chèo qua được sóng cả, vững tay chèo. Mình trong cuộc đời hồi nào tôi tự bước đi mình tôi được, mà phải có những người xung quanh giúp đỡ mình, có thể những người đó họ không quen biết mình nhưng họ vẫn giúp mình, bởi vì trước đó sao các bạn, mình đã giúp nhiều người khác, đó là quy luật rồi.
bạn giúp cho người nào có bạn bạn có thương người nào đó, bạn quý người nào đó, bạn giúp cho người đó, những cái hành động của các bạn vũ trụ thấy hết, vũ trụ xét hết. Đến lúc bạn gặp khó khăn thì tiếng nói từ trong vũ trụ nó hồi xưa đã có giúp những người này người kia, thì những người khác họ sẽ giúp mình. Cho nên là mình cuộc sống là mình phải chừa cho mình một con đường sống, đừng có đưa bất kỳ một người nào vào con đường cùng, bởi vì không ai là không có lỗi, không ai là không sai phạm. Trong cuộc đời 60 năm chúng ta không thể nào không có sai phạm được. Cho nên khi mình làm bí thư tỉnh ủy của một cái tỉnh, quyền hành chỉ có thua mấy ông trung ương thôi. Mình hay dùng từ là dưới quyền một người mà trên quyền nhiều người, dạng vậy, mà ông chỉ dưới quyền của mấy ông cơ quan trung ương, còn hét ra lửa, không có đùa. Quyền hành trong tay, là ý mình quyền ở đây là gì các bạn? Quyền sinh sát trong tay. Nhưng mà một khi một cái người ông trời đã được ông ban cho mình cái quyền lực nha các bạn, là mình nắm quyền lực trong tay. Ta muốn cho mày nào sống thì nó sống, ta muốn cho mày nào chết thì nó chết, đúng không? Tại mình có quyền mà. Thuận ta thì sống, mà nghịch ta thì chết, đúng không? Nói theo kiểu đó. Nhưng mà đời không đơn giản. Khi bạn nắm cái quyền hành trong tay mà bạn dùng cái tấm lòng từ bi nhân đạo để bạn đối xử với người ta thì bạn sẽ tồn tại lâu dài. Còn khi bạn có cái quyền lực đó, bạn dùng cái quyền lực đó để phục vụ cho lợi ích cá nhân, những cái ích kỷ, có như là danh dự hay là thế này thế kia, danh vọng hay là tiền bạc, rồi bạn hại người ta, không cần biết cái của người ta là sao, thì cái nhân quả nó đến rất là ghê gớm. Bởi vì người càng có quyền lực trong tay nhiều thì càng phải khiêm tốn. Quyền lực đưa cho anh để anh phục vụ cho người khác, chứ không phải quyền lực anh để mình phục vụ cho bản thân anh. Nên nhớ là cái vấn đề chỗ đó. Mà nếu mà anh đã dùng quyền lực đó để anh phục vụ cho bản thân anh thì anh đã gặp ngay cái nghiệp rồi, tạo ác rồi. Mình có cái quyền lực, mọi người dưới đều là thiếu quyền lực với mình, mà mình ép người ta, đó là một tội ác. Đó là tôi nói về chung thôi. Cho nên những ai ngồi trên cái ghế càng cao thì phải hết sức cẩn trọng. Mà tôi thấy kỳ này mấy Bác Trọng rồi tới Bác Lâm làm rất tốt cái vấn đề này. Không phải anh sai phạm cái thời kỳ mà anh làm bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk rồi bây giờ anh hết làm rồi không bị không biết. Không có. Trong quá khứ nếu có sai phạm là phải bị xử lý. Ví dụ như là con của ông Dũng là ông Nguyễn Thanh Nghị đó, sai phạm làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang là xử lý. Và đang điều tra, chuẩn bị sẽ xử lý tiếp. Ông này là bí thư tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk. Còn là bí thư tỉnh ủy không à. Quyền hành ghê gớm lắm. Nắm cả nhà nước, cả đảng luôn.